và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trên hay thứ sáu ngày 2 tháng 10, chúng tôi sẽ chuyển đến những nội dung thông tin đáng chú ý sau đây. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Tổ Hữu, ngày 4 tháng 10 năm 1920, ngày 4 tháng 10 năm 2020, sáng nay, công viên văn hóa và khu lưu niệm đồng chí Tổ Hữu tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền đã chính thức hoàn thành và đưa vào hoạt động. Thời điểm này công tác di dân khu vực 1 di tích kinh thành Huế tập trung vào phần còn lại của khu vực thường thành và triển khai cho 750 hộ dân khu vực eo bầu. Sau thời gian tìm tòi thử nghiệm, cây khoai lang Hoàng Long đã mở ra hướng phát triển kinh tế ổn định cho người dân vùng nhiệm chua phen huyện Quảng Điền. Thưa quý vị, là công trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Tổ Hữu, ngày 4 tháng 10 năm 1920, ngày 4 tháng 10 năm 2020, sáng nay công viên văn hóa và khu lưu niệm đồng chí Tổ Hữu tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động. Tham dự lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về phía lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế có đồng chí lê trường lưu ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đồng chí bùi thanh hà phó bí thư thường trực tỉnh ủy đồng chí phan ngọc thọ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện gia đình nhà thơ tổ hữu và đông đảo các tầng lớp nhân dân Công trình công viên văn hóa và khu lưu niệm đồng chí Tổ Hữu được xây dựng ngay tại khu vườn mà thuở thiểu thời nhà thơ đã từng sinh sống thuộc thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Quy mô công trình gồm nhà thờ, nhà trưng bày các hiện vật của đồng chí Tổ Hữu, các cho nghỉ và nhà dịch vụ. Ngoài ra, trong khu viên còn có mặt bằng bổ trí cả ký ốt bảng hàng lưu niệm và các nông sản đặc trưng của huyện Quảng Điền. Tổng mức đầu tư của công trình là 25 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương. Việc hoàn thành và đưa công viên văn hóa và khu lưu niệm đồng chí Tổ Hữu đi vào hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Tổ Hữu ngay tại quê hương ông. Cùng với khu di tích lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Thanh, đây cũng sẽ là điểm tham quan giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau phát biểu tại buổi lễ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phan ngọc thọ thay mặt lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế gửi lời cảm ơn đến sự chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành trung ương và biểu dương đảng bộ chính quyền nhân dân huyện quảng điền và các đơn vị thi công đã chủ động tích cực trong việc hoàn thành công trình đặc biệt này chủ tịch tỉnh đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện quảng điền sẽ làm tốt việc quản lý giữ gìn và phát huy giá trị của công viên văn hóa và khu lưu niệm đồng chí tổ hữu một cách hiệu quả nhất sau lễ các mang khánh thành các đại biểu tham dự đại dân hương dân hoa và tham quan khu lưu niệm đồng chí tổ hữu trong dịp này đoàn cũng đã đến dân hương tại nhà lưu niệm đại tướng nguyễn chí thanh Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 100 năm ngày sinh tổ hữu nhằm thể hiện tình cảm yêu mến và cẩn trọng đối với nhà thơ, nhà cách mạng lớn của dân tộc. Bộ tem khắc họa chân dung nhà thơ Tổ Hữu được vẽ bằng màu nước, lột tả được thân thái giản dị của một nhà thơ cách mạng. Trên nền tem thể hiện phong cảnh thiên nhiên đặc trưng quê hương ông, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế với những con thuyền lướt sóng trên sông lúc bình minh. Bên cạnh là các tập thơ tiêu biểu của ông như Từ ấy, Ra trần, Mẫu và Hoa, Việc Bắc, Giỏ lồng. Tất cả tôn vinh sự nghiệp thơ ca cách mạng của nhà thơ Tổ Hữu bộ tem gồm một mẫu tem được thiết kế trang lề có khuôn khổ 43 x 32 mm do họa sĩ tô minh trang tổng công ty bưu điện việt nam thiết kế Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu điện công cộng từ ngày 2 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tại buổi lễ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và gia đình nhà thơ tổ hữu bức tranh tem về bộ tranh đặc biệt này. Huyện ủy Phong Điền tổ chức tổng kết biểu dương các mô hình điển hình trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2017-2020. Qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo cả cấp ủy Đảng, chính quyền mặt trận các đoàn thể, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình hay cách làm mới đã tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế xã hội của nhân dân. Trong đó toàn huyện Phong Điền có 245 mô hình dân vận khéo. Trong phát triển kinh tế, huyện có 172 mô hình dân vận khéo, thông qua các mô hình đã giúp cho người dân có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khai thác có hiệu quả tiềm năng thể mạnh của địa phương và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn huyện có 48 mô hình dân vận khéo, Bằng nhiều mô hình và cách làm dân vận khéo đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm có sức lan tỏa trong cộng đồng như mô hình ba sạch, sử dụng các túi thân thiện với môi trường, nói không với túi ni lông và rác thải nhựa sử dụng một lần. Sử dụng thùng rác có nắp đầy hợp vệ sinh môi trường, cộng trường an toàn giao thông, mô hình đoàn đường không có rác thải, mô hình đoàn đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an. Dịp này, Ban Thư Vụ Huyện Ủy Phong Điền đã tặng giấy khen cho năm tập thể, năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2017-2020. Thưa quý vị, dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt vào tháng 2 năm 2019 với tổng mức đầu tư trên 4.000 tỷ đồng. Đến nay đã có 267 trên 289 hồ dân khu vực Thường Thành đã có nhà riêng và đã bàn giao mặt bằng đạt 92,4%. Trong thời gian tới, công tác di dân sẽ tập trung vào phần còn lại của khu vực Thường Thành và triển khai cho 750 hồ dân khu vực eo bầu. Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, tiếp theo việc di dời dân cư khu vực Thượng Thành 567 hồ, đến nay thành phố đang chỉ đạo triển khai di dời hơn 750 hồ dân sống ở khu vực eo bầu thuộc bổn phương nội thành. Những ngày này, người dân đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để di dời nhà cửa dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương còn với trung tâm phát triển quỹ đất thành phố huế đang tổ chức chi trả kinh phí cho bà con dự kiến đất tại định cư cho cả khu eo bầu gồm 760 lô trong đó có 343 lô chính và 417 lô phụ các cử phương án bồi thường hỗ trợ tại định cư được ủy ban nhân dân thành phố huế phê duyệt tại khu vực eo bầu thuộc bổn phường nội thành với tổng số 650 hồ đủ điều kiện bổ trị tại định cư dự kiến thời gian bốc thăm nhận đất tại định cư trong vài ngày tới đối với khu vực Hồ Thanh Hào và tuyển Phong lồ có 860 hồ thu hồi đất. Đến nay, đã hoàn thành công tác kiểm kê, đã hoàn thiện ảm giả về tài sản gắn liền với đất ba phường. Về cái vấn đề giải tỏa mà người dân chấp hành của nhà nước là nghiêm chỉnh thực hiện được những điều cam kết của nhà được đề ra. Và đợt này là được tiên phong ưu tiên những người thảo nhà được gọi là chính sách ưu tiên cho những người mà đi trước. Hiện nay là tính đến thời điểm này đã có được là 112 trường hợp đã bàn giao mặt bằng à, trên tổng số 514 hộ có nắp nhà riêng và đạt tỷ lệ là 21,8%. Về công tác giao đất tái định cư thì chúng tôi đang hoàn chỉnh cái phương án để mà giao đất tái định cư dự kiến trong tuần tới là chúng tôi sẽ giao đất tái định cư cho 695 hộ đủ điều kiện. À, song song với quá trình giao đất tái định cư thì chúng tôi sẽ là thu thập hồ khẩu giải chứng minh nhân dân của bà con để tiến hành tham mưu cho ban thành phố cấp giải chứng nhân quyền sử dụng đất và phép xây dựng đồng loạt trong thời gian sớm nhất để bà con chúng ta là nhanh chóng xây dựng nhà để ổn định cuộc sống tại nơi tại định cư mới. Đứng trước áp lực tiến độ về thời gian và khối lượng công việc rất lớn phải hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tại đền cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế, trung tâm phát triển quỹ đất phải sắp xếp bổ trí công việc nhân sự một cách khoa học, lập kế hoạch từng công việc cụ thể để đảm bảo hoàn thành tiến độ di dời dân cư giải phóng mặt bằng cho khoảng 3.000 hộ dân với 11.000 nhân khẩu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố Huế. Đối với trung tâm phát triển quỹ đất thì cũng đã có cái kế hoạch cụ thể giao nhiệm vụ cho từng cán bộ và chúng tôi là làm việc đến tinh thần là công việc là và chứ không phải là về thời gian và công việc của chúng tôi là làm là thứ bảy và thậm chí chủ nhật là cũng phải tiến hành để mà làm cho đảm bảo là kịp thời gian của dự án và tỉnh thành phố đề ra có thể thấy chưa có cuộc di dân nào trên địa bàn tỉnh lại có sự đồng thuận cao giữa người dân và chính quyền như cuộc di dân lịch sử khu vực một Kinh Thành Huế. Việc nhiều hộ dân khu vực Thường Thanh đã đến nơi ở mới tại khu tái định cư phường Hương Sơ, thành phố Huế là minh chứng sống đồng cho cuộc di dân lịch sử này. Tin rằng với sự phối hợp chặt chẽ và đồng thuận cao giữa người dân và chính quyền như hiện nay, các giai đoạn còn lại của dự án sẽ sớm hoàn thành với các mục tiêu đã đề ra. Tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ước tính trong 9 tháng năm 2020, cả khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước thu hút được khoảng 517 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 8,5 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, lũy kế nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài đến cuối tháng 9 năm 2020 lên khoảng 10.009 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 197,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 70%. Đối với cả dự án đầu tư trong nước, cả khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước thu hút được khoảng 442 dự án, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 91.000 tỷ đồng. Lũy kế nâng tổng số dự án đầu tư trong nước đến cuối tháng 9 năm 2020 lên 9.806 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 2,34 triệu tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 46%. Tính đến hệ tháng 9 năm 2020, trên phạm vi cả nước có 366 khu công nghiệp được thành lập, bao gồm cả cả khu công nghiệp nằm trong cả khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu với tổng diện tích đất tự nhiên gần 113.000 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt khoảng 73,5 nghìn hecta, chiếm khoảng 65% diện tích đất tự nhiên. Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết tổng nguồn vốn vay nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020, Ngân hàng Chính sách đã được giao gần 4,3 nghìn tỷ đồng, số vốn này mới đáp ứng 24% nhu cầu vay vốn trong giai đoạn này. Kết quả từ tháng 4 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, chi nhánh tỉnh thành phố đã thực hiện giải ngân cho vay, tổng doanh số cho vay đạt 3.531 tỷ đồng theo đó 6.066 cảng bộ công chức viên chức, 1.256 sĩ quan, hà sĩ quan, quân nhân, 1.011 người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, 1.379 người lao động, 283 người cỏ công với cách mạng, 18 hộ cân nghèo, 21 hộ nghèo đã được vay vốn với 5.608 mỏng xây mới, sửa chữa, mua nhà và 3.155 mỏng mua, thuê mua nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 2015 NDCP không phải là một gói như gọi 30.000 tỷ đồng, mà đây là một chương trình lớn mang tính bền vững, thời gian vay vốn dài. So với các chương trình được giao khác, Ngân hàng Chính sách xã hội đặc biệt quan tâm đến các đối tượng cho vay theo chương trình này và luôn bổ trí cân đổi đủ nguồn vốn đối ứng với nguồn từ ngân sách chuyển sang để cho vay được kịp thời. Nguồn vốn này được huy động từ dân cư, từ bản thân người vay vốn của chương trình theo quy định phải gửi tiết kiệm tối thiểu 12 tháng, từ tiền gửi 2% của các tổ chức tín dụng nhà nước và từ phản hành trái phiếu được chính phủ bảo lãnh. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, công ty đã phối hợp với công ty ngân lượng triển khai phương thức mua vẻ tàu trả góp lãi suất 0% từ ngày 1 tháng 10. Ngày đầu đường sắt mở bảng vẻ tàu tệ tân sửu, hành khách có thể mua vé trả góp lãi suất 0% kể cả vé tàu tệ Tân Sửu. Theo đó, phương thức này được áp dụng đối với các đơn hàng có giá trị từ 3 triệu trở lên và hành khách thanh toán online bằng thẻ tín dụng Visa Master. Để mua vé, hành khách chỉ cần truy cập website dsvn.vn, nhập thông tin ga đi ga đến, loại vé, ngày đi, ngày về, sau đó click vào nút tìm kiếm, chọn mạc tàu, sổ chỗ ba cân đặc, chỉ chọn những chỗ có màu trắng và click vào nút mua sau khi chọn được chỗ. Nhập đầy đủ thông tin người đi tàu vào sổ chỗ đã chọn, họ tên, sổ chứng minh nhân dân, thẻ các cửa công dân, nhập đầy đủ thông tin người mua vé, họ tên, số điện thoại, địa chỉ email để nhận thông tin của ngành đường sắt khi có thay đổi về kế hoạch chạy tàu nếu có. Trước những diễn biến khắc nghiệt của thời tiết, việc chọn cây gì để mang lại năng suất cao trên vùng đất nhiễm chua phèn là bài toán nan giải của trận quyền địa phương vùng biển huyện Quảng Điền. Sau thời gian tìm tòi thử nghiệm, cây khoai lang hoàng long đã mở ra hưởng phát triển kinh tế ổn định cho người dân xã Quảng Ngàn. Vụ hè thu 2020 này, gia đình ông Dương Văn Tâm ở thôn Lạnh Thủy, xã Quảng Ngàn đã đưa vào trồng bảy sào khoai lang Hoàng Long. Đây là diện tích được chuyển đổi từ ruộng đũa khó sản xuất. Sau thời gian 3 tháng trồng và chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, khoai phát triển tốt đến thời kỳ thu hoạch. Qua tỉnh toán bên quân, mỗi sào khoai lang Hoàng Long sau khi trừ chi phí xong, người nông dân xã Quảng Ngang có lại ròng 3,5 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với trong lúa trước đây có thì tỉnh ra một số khoai là bằng bát số lúa cái giá khoai là cao Rồi một sao là chạy tới 5 đến sáu triệu nông dân cũng đề nghị thì bên hợp thực xã này cũng nên mở cái cái rộng ra để mà, mà, mình thay đổi cái cái trồng đi thì những cái cảm mình trồng lúa không được tật không ra chi thì mình cũng nên là mở là trồng khoai tại vì tiền lợi khoai hàng năng xuống hàng cao hơn hơn lúa nhiều xác định khoai lang là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao trên vùng đất nhiễm phèn chính quyền địa phương hai xã vùng biển quảng công quảng ngàn đã vận động bà con nông dân chuyển đổi những diện tích lúa khó sản xuất hiệu quả thấp sang trồng khoai lang Đến nay, hai xã Quảng Công và Quảng Ngang đã đưa vào trồng 34,5 hecta khoai lang, trong đó xã Quảng Ngang 28,5 hecta khoai lang Hoàng Long, xã Quảng Công 15 hecta khoai lang đỏ ruột tím. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, khoai lang Hoàng Long không chỉ cho năng suất cao mà còn có chất lượng vượt trội. ở thời gian tới thì ủy ban xã tập trung khuyến khích vận động bà con nhân dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng khoai lang hoàng long và đặc biệt là ủy ban xã tham mưu cho ủy ban huyện cũng như phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quảng Điền tổ chức đưa vào một số diện tích để trồng cây khoai lang đạt hiệu quả theo hướng việc áp và tiến tới là cây khoai lang theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo đưa giá trị sản xuất và đầu ra ổn định cho bà con nhân dân như vậy việc chuyển đổi đất lúa, đất màu kém hiệu quả sang trồng khoai lang là hướng đi hiệu quả góp phần nâng cao lợi ích kinh tế cho nông dân. Hiệu quả kinh tế mang lại đã rõ. Vấn đề đảng quan tâm nhất hiện nay là thị trường đầu ra cho sản phẩm. Nếu giải quyết được vấn đề thị trường thì cây khoai lang hoàng long, khoai lang tím sẽ là cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân quảng công, quảng ngàn, huyện quảng điền. Phân gửi là một số thông tin khác. Sáng nay tại Huyện Phong Điền, sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân Huyện tổ chức phát động thảng hành động vì người cao tuổi năm 2020. Với chủ đề chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, tại buổi lễ phản động ban công tác người cao tuổi tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Huyện Phong Điền kêu gọi cả cấp cả ngành và chính quyền cả địa phương cùng toàn xã hội hãy chung tay góp sức quan tâm chăm sóc vùng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi đặc biệt chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo người cao tuổi khuyết tật ốm đau bệnh tật dài ngày đang cần sự trợ giúp chia sẻ để vượt qua khó khăn đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biển và nâng cao nhận thức của gia đình cộng đồng và bản thân người cao tuổi về chăm sóc sức khỏe thực hiện tổ công tác khám chữa bệnh tại cả bệnh viện và trung tâm y tế tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 huy động cả nguồn lực để thăm hỏi tặng quà nhận chăm sóc hỗ trợ cho người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn bên cạnh hỗ trợ cả hoạt động chăm sóc về vật chất tinh thần, sức khỏe của người cao tuổi. Với tinh thần tuổi cao gương sáng, mong muốn người cao tuổi tiếp tục giáo dục, đồng viên con cháu, hăng hải lao động học tập, chấp hành pháp luật, phát huy giá trị truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc. Tại lễ phạt đồng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tặng 20 phần quà cho người cao tuổi không nơi nương tựa, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện tặng 16 phần quà cho đại diện người cao tuổi 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền. Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà vừa tổ chức phạt đồng tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 tại thị xã Hương Trà có chủ đề chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời trong tuần lễ này các đơn vị trên địa bàn sẽ triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các cổng thông tin điện tử của đơn vị tổ chức liên quan các mạng xã hội về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người các địa phương chủ động tổ chức các diễn đàn cuộc thi về chủ đề công dân học tập khuyến khích các thư viện công cộng thư viện nhà trường thư viện của trung tâm học tập cộng đồng hợp tác chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất trang thiết bị thư viện kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 tại thị xã Hương Trà được triển khai đến tất cả các xã phường, các trung tâm học tập cộng đồng, trường học trong thị xã từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 năm 2020. Tối qua, trẻ em tại các địa phương đã có một đêm hội trang rằm đầy ý nghĩa. Đặc biệt, như phần quà suốt học bổng huy động từ các nguồn xã hội hóa đã kịp thời đến với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà đã tổ chức chương trình đêm hội trang rằm năm 2020 cho gần 400 thiểu nhi trên địa bàn xã Hương Phong. Tham gia chương trình, các em học sinh trường tiểu học Vân An, xã Hương Phong đã đưa hòa mình vào không khí vui tươi phấn khởi của tể thiểu nhi với nhiều hoạt động sôi nổi. Quỹ Bảo trợ trẻ em Tỉnh đã trao nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Với mục tiêu tất cả thiếu nhi trên địa bàn thị xã đều được vui Tết Trung thu, chương trình Đêm hội Trăng rằm là hoạt động có ý nghĩa do Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức thường niên giúp các em thiếu nhi trên địa bàn thị xã có một Tết Trung thu vui tươi. Tại Phủ Vang, các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ buổi lân đặc sắc. Các em cùng hòa vào niềm vui với chị Hàng Chủ Cùi trong các trò chơi dân gian, tham gia các trò chơi câu đố liên quan đến thiếu nhi. Ngoài ra, tại điểm vui chơi tập trung này, Ủy ban Nhân dân huyện Phủ Vang đã trích hơn 53 triệu đồng để tặng hơn 1.000 xuất quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Việc tổ chức đêm mồi trăng rằm Trung thu năm 2020 tại điểm vui chơi tập trung tại xã Phú Diên lần này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện về việc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiện bộ, hạnh phúc và bền vững. Bên cạnh đó, tạo đưa không khí vui tươi và bổ ích cho các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện. Chương trình thời sự trên nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.